Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cục thuế Lào Cai phấn đấu tăng thu ngân sách 10% năm 2022. Sớm đưa dự án thoát nước đường Nhạc Sơn vào sử dụng. Lào Cai bắt giữ hơn 15.000 bao thuốc lá các loại. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2022, Cục thuế Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu tăng thu ngân sách được giao. Năm 2021, dịch COVID-19 tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Rõ rệt nhất là nhóm các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và du lịch. Trong bối cảnh đó, Cục Thuế đã chủ động phối hợp với các cấp các ngành, tập trung rà soát các nguồn tăng thu từ tiền sử dụng đất và sản xuất công nghiệp để bù đắp các khoản hụt thu từ thuế và phí trên địa bàn. Kết thúc năm 2021, số thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế thực hiện đạt 8.192 tỷ đồng, bằng 147% dự toán Trung ương giao, bằng 107% dự toán tỉnh giao. Lào Cai là một trong 8 địa phương trong cả nước được Tổng cục Thuế khen thưởng đột xuất vì những kết quả nổi bật trong thu ngân sách nhà nước. Đặt mục tiêu và quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất để thực hiện số thu tỉnh giao tăng thêm 10% trong năm 2022, Cục Thuế sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ từ những ngày đầu năm mới, tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ, chú trọng công tác rà soát để chống thất thu thuế và tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Chiều ngày 7 tháng 1, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 12 mở rộng khóa 6, tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Công đoàn viên chức tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện tốt các chính sách chế độ liên quan đến công nhân viên chức lao động. Hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên lao động cũng được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước đem lại hiệu quả thiết thực. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 đến nay cơ bản đạt kế hoạch. Năm 2022, Công đoàn viên chức tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động, tăng cường các hoạt động phúc lợi xã hội hướng về người lao động, đổi mới các phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Công đoàn viên chức đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021. Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong năm qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của Công ty Apatit đạt nhiều kết quả tích cực. Công đoàn công ty tiếp tục thực hiện tốt vai trò là người đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Khích lệ động viên kịp thời đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác và thăm hỏi hỗ trợ nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của công nhân viên chức lao động. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn năm 2022. Đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng và tăng cường hoạt động của tổ COVID cộng đồng để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới. Đây là nội dung quan trọng tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 do Sở Y tế Lào Cai tổ chức. Dự kiến số người mắc COVID-19 tại Lào Cai có thể tiếp tục tăng. Để sẵn sàng đối phó với đợt dịch mới, đặc biệt là biến thể Omicron, Sở Y tế Lào Cai chỉ đạo các đơn vị y tế tham mưu cho các địa phương tăng cường hoạt động của tổ COVID cộng đồng nhằm kịp thời nắm bắt kiểm soát các trường hợp F0, F1 cũng như các trường hợp về từ vùng dịch. Đồng thời tiếp tục rà soát và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi, tiêm mũi bổ sung và nhắc lại cho các đối tượng đủ điều kiện, đẩy mạnh điều trị F0 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện, đăng ký tham gia chương trình thí điểm sử dụng thuốc Monupiravir, tuyên truyền người dân tự mua và thực hiện xét nghiệm test nhanh khi có biểu hiện nghi ngờ. Tính đến 16 giờ ngày 7 tháng 1, Lào Cai có tổng số 898 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 409 bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện, còn 489 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế và tại nhà.
Cụ thể, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 và số 2 của tỉnh có 347 bệnh nhân. Điều trị tại Bệnh viện huyện Văn Bàn, thị xã Sapa có 96 bệnh nhân. Còn lại 46 bệnh nhân của thành phố Lào Cai và thị xã Sapa đang được điều trị tại nhà. Để đảm bảo người mắc COVID-19 được chăm sóc điều trị tốt tại nhà, ngành y tế đã phối hợp cùng chính quyền địa phương ra soát đánh giá điều kiện ăn ở sinh hoạt khi các bệnh nhân tự cách ly điều trị tại nhà, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện đảm bảo các quy định phòng chống dịch, chống nhiễm khuẩn, thiết lập và kích hoạt các trạm y tế lưu động, đảm bảo chu đáo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, sẵn sàng hỗ trợ người bệnh về y tế trong trường hợp cần thiết. Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập úng tại một số điểm phía Bắc, đường Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai đang trong giai đoạn nước rút, chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng. Sau khi nhận mặt bằng từ chủ đầu tư, đơn vị thi công đã huy động nhân lực chia làm 3 tổ thi công cuốn chiếu, làm đến đâu gọn đến đó. Quá trình thi công gặp khó khăn do lưu lượng xe trên đường Nhạc Sơn khá lớn, gây ách tắc cục bộ. Nhưng đơn vị đã phối hợp tốt với lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn, phấn đấu trước Tết Nguyên đán sẽ đạt 50% khối lượng công việc. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình là ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên với tiến độ hiện nay có thể rút ngắn so với kế hoạch. Đơn vị làm theo hình thức là cuốn chiếu, làm đến đâu gọn đến đấy. Cố gắng là phấn đấu từ giờ đến trước Tết Nguyên đán là xong cái vế bên phải. Sau Tết Nguyên đán thì tiếp tục là chuyển sang thi công cái vế bên trái này. Về thời gian tiến độ hợp đồng thì là chắc chắn là sẽ vượt hợp đồng. Dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập úng các hạng mục trên đường Nhạc Sơn nhằm xử lý tổng thể thoát nước cho cả khu vực từ cổng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đến trụ sở công ty môi trường đô thị. Dự án có quy mô không lớn nhưng quá trình thi công ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường và sinh hoạt của người dân trong khu dân cư. Vì vậy, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu bố trí khu vực tập kết vật liệu hợp lý, huy động nhân lực, phương tiện sớm hoàn thành dự án. Từ giờ đến trước Tết Nguyên đán thì chúng tôi sẽ xử lý được một bên đường Nhạc Sơn từ chỗ ngã ba công ty về đến công ty môi trường. Còn phía bên tay trái, từ công ty môi trường lên đến chỗ đường vào chợ thì chúng tôi sẽ triển khai sau Tết Nguyên đán để đảm bảo cái việc là thi công được cuốn chiếu cũng như là đảm bảo cái vệ sinh môi trường như mỹ quan đô thị. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tuy nhiên nhiều dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để kịp tiến độ, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán 2022. Năm 2021, huyện Mường Khương hoàn thành 6 tiêu chí nông thôn mới, 42 trên 62 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí đã hoàn thành lên 209 tiêu chí. Năm 2021 vượt qua khó khăn, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Khương đạt nhiều kết quả. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, thu hút được 9 doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy các vùng sản xuất hàng hóa phát triển. Huyện đã duy trì vững chắc 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng một năm, giảm 5,15% số hộ nghèo. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân được phân công giúp đỡ xây dựng nông thôn mới, đóng góp được trên 2 tỷ đồng. Nhân dân trong huyện đóng góp được hơn 1,3 tỷ đồng, hiến trên 20.300 m2 đất các loại cho công tác xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, huyện Bảo Thắng có 600 hộ thoát nghèo, vượt gần 35% so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 2,99%. Để công tác giảm nghèo ở địa phương đảm bảo thực chất, huyện Bảo Thắng đã quan tâm thực hiện hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ phát triển kinh tế được Trung ương và tỉnh đầu tư. Đặc biệt, mỗi người dân ở địa phương đã từng bước thoát khỏi tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm kinh tế chính trị của huyện Bảo Yên, do đó số lượng giao dịch hành chính công trên địa bàn thị trấn Phố Giàng rất lớn. Để giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác theo hướng tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân, Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Giàng chỉ đạo tăng cường cải cách hành chính công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức một cửa, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo vì người dân doanh nghiệp. 8 giờ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Giàng, rất đông người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc thực hiện được tiến hành lần lượt đảm bảo theo đúng quy định. Sau khoảng một tiếng, tất cả thủ tục đều đã được tiếp nhận thành công.
Với một số thủ tục người dân không thể đến trực tiếp bộ phận một cửa thì có thể quay video lại hoạt động ký của công dân để làm điều kiện xác định. Khi người dân đến giao dịch hỏi về các thủ tục gì thì chúng tôi đều là hướng dẫn trực tiếp và hướng dẫn theo cái quy trình của Bộ Thủ tục Hành chính của tỉnh đã quy định, và ngoài ra còn theo cái nghị định mà chuyên ngành chúng tôi thực hiện nữa thì nó sẽ đảm bảo và nhanh và gọn. Và người dân đến giao dịch thì chúng tôi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và hướng dẫn trực tiếp và trình ký luôn và trả kết quả cho người dân. Minh chứng cho sự nỗ lực linh hoạt trong thực hiện thủ tục hành chính của thị trấn Phố Giàng, đó là trong tổng số hơn 2.000 hồ sơ tiếp nhận của năm 2021, cơ bản đều được giải quyết trước hạn, đúng hạn theo quy định. Quan trọng hơn là tạo được niềm tin của nhân dân đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền, tinh thần trách nhiệm vì người dân phục vụ của đội ngũ cán bộ. Đến giao dịch ở thị trấn, chỗ một cửa thì em rất hài lòng về tinh thần trách nhiệm của các chị. Các chị hướng dẫn rất tận tình, chu đáo để mình làm được việc, trả kết quả đúng như với cả giới hạn. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022, thị trấn Vũ Giàng sẽ tiếp tục rà soát bố trí cán bộ công chức, đảm bảo cơ cấu có đủ năng lực chuyên môn trên từng vị trí công tác. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh lề lối, tác phong, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức đối với người dân, các tổ chức. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức 3, 4 để tạo thuận lợi cho người dân. Tiếp tục cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền vì người dân, doanh nghiệp phục vụ. Sang năm 2022 đã có kế hoạch và có chủ trương, chỉ đạo từ lãnh đạo từ Đảng ủy đến các cán bộ công chức của Ủy ban Nhân dân thực hiện các cái nội dung cao nhất, có nghĩa là không để sai sót trong cái việc mà thực hiện trong công tác tiếp công dân, giải quyết cho các công ty doanh nghiệp kịp thời, đảm bảo đúng thời gian quy định. Với sự quyết tâm và linh hoạt sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, thị trấn Phố Giàng đang là điểm sáng của huyện Bảo Yên, thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ. Tiếp theo là những thông tin thị trường trong tỉnh ngày hôm nay. Thời điểm này, nhiều mặt hàng Tết đã được giao bán trên thị trường, đặc biệt là lạp sườn và thịt sấy. Nhưng giá thành của các loại này không cố định. Lạp sườn dao động từ 110.000 đồng đến 300.000 đồng 1 kg, thịt lợn sấy khoảng 300.000 đồng đến 500.000 đồng 1 kg, thịt trâu sấy từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng 1 kg. Ngoài ra, một vài mặt hàng khô khác vẫn giữ giá như măng khô, thảo quả đồng giá là 200.000 đồng 1 kg, mắc khén 150.000 đồng 1 kg, hạt dồi 1.300.000 đồng 1 kg. Lợn hơi hiện nay vẫn giữ ở mức giá 53.000 đồng 1 kg. Người chăn nuôi cần chủ động chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, đảm bảo lợn không mắc bệnh. Hiện nay, miền Nam đang có nguy cơ tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi, gây những biến động về thị trường lợn hơi. Bởi vậy, mỗi người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu rủi ro do dịch bệnh. Hiện nay, nhu cầu thủy hải sản của người dân có xu hướng tăng nhẹ so với trước đó. Cụ thể, tôm rào từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng 1 kg, tôm sú khoảng 550.000 đồng đến 600.000 đồng 1 kg, mực ống to 280.000 đồng 1 kg, hàu sữa 25.000 đồng 1 kg, cá tầm Sapa 170.000 đồng đến 190.000 đồng 1 kg. Nắm bắt nhu cầu chơi lan của người dân tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thị xã Sapa đã có phương án cụ thể nhằm giúp các nhà vườn đẩy mạnh tiêu thụ, đồng thời đảm bảo lượng hoa phục vụ khách hàng. Năm nay, số lượng địa lan triển vọng Sapa đạt tiêu chuẩn thương phẩm phục vụ người tiêu dùng Tết khoảng 30.000 trồng, tương đương với năm trước. Giá bán địa lan loại trung bình từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trên một nhành. Loại đặc biệt giá bán từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng trên một nhành. Đặc biệt những chậu địa lan có trên dưới 100 nhành, nhiều nụ to đẹp, có giá bán từ 50 triệu đến 70 triệu đồng trên một chậu. Loại này thì chúng tôi cũng đã cùng với lại ủy ban dân các xã, phường thống kê các cái chậu lan mà có thể là đưa ra thị trường để phục vụ Tết năm nay. Thì báo cáo đồng chí là trong năm nay thì chúng tôi trên tổng địa bàn thì nó có khoảng độ tầm trên dưới 100.000 chậu. Thế nhưng mà cái lượng để mà đưa ra với thị trường dịp Tết năm nay thì chúng tôi có thể khoảng độ tầm 30.000 chậu. Từ cuối tháng 10 âm lịch,
chị Phùng Thị Liều ở đội 1, xã Tà Phìn đã vận chuyển lan xuống khu vực xã Tòng Sành, huyện Bát Sát, vừa để tránh rét cho hoa nở được đúng dịp Tết, vừa để thuận tiện bán cho khách. Dọc đường quốc lộ 4D từ thị xã Sapa xuống thành phố Lào Cai đang hình thành chợ hoa lan với gần 100 điểm bán và trưng bày. Ra đây để nó khí hậu nó nóng một tí nó mới nở được hoa, mới bán được hoa Tết. Các nơi du lịch về nó cũng mua nhiều đấy. Chuyển được 3 xe là bán được 2 xe rồi. Giờ còn 1 xe nữa thôi. Nhà tôi ở tít trong thôn Móng Xế 1, đường đi lại khó khăn nên ít khách tới mua. Năm nào vào dịp Tết tôi cũng chuyển ra đây để bán. Được chính quyền ủng hộ, khuyến khích trồng lan nên chúng tôi rất yên tâm trồng và chăm sóc hoa nên có nguồn thu nhập cũng khá. Theo ước tính của Phòng Kinh tế thị xã Sapa, doanh thu từ địa lan, nhất chi mai, đào thất thốn trong năm nay sẽ đạt khoảng 80 tỷ đồng, trong đó riêng địa lan khoảng 70 tỷ đồng. Trong năm 2021, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai đã bắt giữ xử lý 1.382 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 49 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu là 562 vụ, 787 vụ gian lận thương mại, vi phạm hàng giả 33 vụ, tổng giá trị xử lý trên 43 tỷ đồng, xử phạt bổ sung, truy thu thuế trên 18 tỷ đồng. Thời điểm cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp ở cả nội địa và cửa khẩu. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh, thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là triển khai kế hoạch cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Công an tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra thu giữ lô hàng lậu với khối lượng lớn, gồm hơn 15.000 bao thuốc lá điếu các loại. Khoảng 23 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai và Công an phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai tuần tra kiểm soát tại đường A1, tổ 7, phường Duyên Hải, phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 88C00400 đang dừng đỗ tại ven đường, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trên xe có nhiều bao tải màu đen, bên trong là thuốc lá điếu thành phẩm, các loại và 992 hộp giấy, bên trong chứa các lọ thủy tinh, dạng thuốc tiêm, chưa xác định được nguồn gốc. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Trỏng, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, là người điều khiển phương tiện, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng kể trên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ người, tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch để tạo ra những vùng xanh, hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu cụm công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh trong năm qua. Khu công nghiệp Tăng Lỏng, một trong những khu công nghiệp hóa chất luyện kim lớn của cả nước. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh tác động rất lớn đến chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu, mọi quy trình sản xuất của các nhà máy tại đây đã bị đảo lộn. Áp lực mang tính sống còn của doanh nghiệp là phải đảm bảo phương án phòng dịch, tạo ra những vùng xanh, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất. Tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 cho toàn bộ người lao động, cán bộ công chức của các nhà máy trên địa bàn, từ đó đảm bảo cho cái sự an toàn tuyệt đối, tạo ra những vùng xanh trong sản xuất công nghiệp và tạo ra cái sự yên tâm cho bản thân người lao động cũng như là các đối tác khi mà thực hiện các cái hoạt động sản xuất kinh doanh và hợp tác kinh doanh với lại các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Tại các nhà máy, tất cả công nhân đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt trong phòng chống dịch bệnh. Một số doanh nghiệp đã tập trung đổi mới sáng kiến, đầu tư dây chuyền công nghệ để làm một số mặt hàng có phẩm cấp, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Tỉnh Lào Cai cũng đã tạo điều kiện cho Đức Giang nhập các cái nguyên liệu, vật liệu về sản xuất đúng tiến độ. Ví dụ như các cái tanh chứa axit này được nhập từ Trung Quốc thì một tháng khoảng 4.000 chiếc, lợi nhuận sau thuế ước tính khoảng 1.500 tỷ và lương bình quân cho cán bộ công nhân viên nó khoảng 17 triệu trên người trên tháng. Trong trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tổ chức lại các phương án vận hành để về đích các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Chúng tôi đã sản xuất được khoảng 18.000 tấn đồng cathode. Trong đó thì có 13.500 tấn đồng cathode sản xuất tại nhà máy luyện đồng số 1 tại khu công nghiệp Tăng Lỏng. Với cái việc đưa nhà máy luyện đồng số 2 vào sản xuất và phát huy tối đa cái năng lực sản xuất của nhà máy luyện đồng số 1 tại khu công nghiệp Tăng Lỏng,
thì đối với tổ hợp đồng sinh quyền của Tổng ty Khoáng sản tại Lào Cai cũng đóng góp vào cho ngân sách của tỉnh Lào Cai đâu đó cũng khoảng 1.000 tỷ đồng. Với quyết tâm đảm bảo mục tiêu kép trong sản xuất công nghiệp, trụ cột quan trọng của nền kinh tế, hoạt động tại các khu công nghiệp của tỉnh năm 2021 đã đạt kết quả đáng khích lệ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 42.200 tỷ đồng, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Tiếp theo chương trình, tràn lan giao bán kit test phát hiện Omicron. Nhật Bản, Mỹ tái khẳng định cam kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, Luật phòng chống ma túy năm 2021 vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, luật mới khắc phục bổ sung một số quy định của Luật phòng chống ma túy không thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật khác và khắc phục những bất cập liên quan đến quy định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và công tác cai nghiện. Đáng chú ý, Luật phòng chống ma túy năm 2021 đưa vấn đề quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thành một chương mới nhằm quản lý chặt chẽ và giảm nguồn cầu với ma túy. Quy định mới nhất là vấn đề quản lý người sử dụng ma túy ngay từ lần đầu. Thời hạn quản lý là 1 năm, kể từ ngày có quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Luật phòng chống ma túy năm 2021 quy định về cai nghiện ma túy đảm bảo tính đồng bộ với pháp luật xử lý vi phạm hành chính và phù hợp với thực tiễn. Khác với luật cũ, Luật phòng chống ma túy năm 2021 đã quy định cụ thể các trường hợp xác định tình trạng nghiện để công an cấp xã kịp thời đưa đi xác định tình trạng nghiện, nhằm sớm phát hiện người nghiện ma túy, áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp. Luật cũng quy định việc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Độ tuổi này chưa có quy định trong luật cũ. Luật phòng chống ma túy gồm 8 chương, 55 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Bộ Công Thương vừa cho biết phía Quảng Tây Trung Quốc thông báo khôi phục thông quan tại cửa khẩu Bình Mãng, phía Việt Nam là cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng. Quyết định này được đưa ra sau kỳ họp lần thứ nhất nhóm công tác thuận lợi hóa thương mại Việt-Trung giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Như vậy, cặp cửa khẩu Sóc Giang, Bình Mãng là cặp cửa khẩu tiếp theo được khôi phục thông quan sau cặp cửa khẩu Trà Lĩnh, Long Bang. Các cửa khẩu khác sẽ từng bước được khôi phục dựa trên đánh giá về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh. Đến nay, tại các cửa khẩu khu vực Lạng Sơn vẫn còn ùn ứ hơn 2.000 xe hàng. Còn hơn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhưng những ngày này, tại nhiều chợ ở thủ đô đã tràn ngập sắc xuân với rất nhiều loại hoa, cây cảnh, chơi Tết. Chợ hoa Quảng An, một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội, đã tràn ngập màu sắc của nhiều loại hoa. Giá bán dao động từ 200.000 đến 600.000 đồng cho những cành đào nhỏ đến trung bình. Cành lớn có giá lên tới hàng triệu đồng. So với năm trước, giá đào năm nay nhìn hơn từ vài chục đến vài trăm nghìn một cành. Lượng khách mua hoa vẫn còn thưa, nhưng vào các ngày cuối tuần thì đông đúc nhộn nhịp hơn. Chuyển sang tin thời sự thế giới, Nhật Bản và Mỹ đã ra tuyên bố chung sau hội nghị 2+2 trực tuyến, tái khẳng định cam kết đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai bên cũng ủng hộ sự đoàn kết và vai trò thiết yếu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đối với khu vực. Hai bên tái khẳng định sự ủng hộ đối với hoạt động thương mại hợp pháp theo luật pháp quốc tế, trong đó có tự do hàng hải và hàng không, và các hoạt động sử dụng biển một cách hợp pháp. Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển Đông. Tại hội nghị 2+2, Mỹ và Nhật Bản cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sự đoàn kết và vai trò thiết yếu của ASEAN, cũng như tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường các sáng kiến hợp tác an ninh và xây dựng năng lực với các đối tác ở Đông Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương. Thủ tướng Lào Phan Kham Vị Pha Văn có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 1 nhằm thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam. Theo báo Passaction, mặc dù dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực đời sống xã hội của mỗi nước, nhưng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Lào-Việt Nam vẫn bền chặt. Hai nước luôn coi nhau là đồng chí, anh em, tin cậy, gần gũi, là đối tác quan trọng trên mọi lĩnh vực.
Thông tấn xã Lào cùng ngày cũng có bài viết mang tiêu đề tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam. Bài báo khẳng định quan hệ Lào-Việt Nam là quan hệ đặc biệt, trong sáng, yêu thương, gần gũi không gì so sánh được. Việc Việt Nam là nước đầu tiên hỗ trợ Lào ứng phó với COVID-19 đã thể hiện tính chất đặc biệt của quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam. Ngày 7 tháng 1, Thủ tướng Campuchia Samdech Techno Hun Sen đã đến thủ đô Naypyidaw của Myanmar, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của Thống tướng nước chủ nhà Min Aung Hlaing. Đây là chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của Thủ tướng Campuchia kể từ khi nước này đảm nhận cương vị Chủ tịch Luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, năm 2022. Tại Myanmar, Thủ tướng Hun Sen đã có cuộc gặp với Thống tướng Min Aung Hlaing để thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ và hợp tác song phương. Trước chuyến thăm, Thủ tướng Hun Sen cho biết ông không đặt điều kiện tiên quyết cho chuyến thăm Myanmar lần này và chương trình nghị sự sẽ không quá khác biệt so với nội dung trong đồng thuận 5 điểm mà ASEAN đã đưa ra hồi tháng 4 năm ngoái ở Jakarta về cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Campuchia cũng cam kết sẽ tặng hơn 3 triệu khẩu trang và các vật tư y tế cho Myanmar để hỗ trợ ứng phó với đại dịch COVID-19. Từ ngày 10 tháng 1, các trường mẫu giáo tiểu học và trung học tại Bỉ sẽ mở cửa trở lại với yêu cầu áp dụng nghiêm các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan mạnh. Cụ thể, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được duy trì như đảm bảo thông khí tại các lớp học, bắt buộc đeo khẩu trang đối với trẻ từ 6 tuổi trở lên, cùng nhiều quy định khác về xét nghiệm và cách ly. Ủy ban Cố vấn Dịch bệnh của Chính phủ Bỉ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp hiện hành để ngăn chặn biến thể Omicron, hiện đang gây ra khoảng 80-90% số ca mắc mới tại nước này. Bỉ đang ghi nhận hơn 13.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mỗi ngày. Trong tuần qua, số ca mắc tại Bỉ tăng gần 80%, số ca nhập viện tăng 20%, nhưng số bệnh nhân cần điều trị tích cực giảm. Vừa Thái Lan, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong những ngày đầu năm 2022. Đó là nội dung chính được đăng tải trong bài viết trên báo Bangkok Post của Thái Lan. Bài viết với tiêu đề High Season and Early, tạm dịch là mùa du lịch cao điểm đã sớm kết thúc, nói về tình trạng hiện tại của ngành du lịch Thái Lan khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, trang Bangkok Post cho rằng Việt Nam giờ đây đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách sau gần 2 năm đóng cửa. Mặc dù phải đóng cửa, ngừng đón khách du lịch vì ảnh hưởng của COVID-19 suốt gần 2 năm, nhưng Việt Nam vẫn được du khách cùng các tổ chức về du lịch vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á. Không những thế, Việt Nam còn được tôn vinh là điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu lục trong năm 2021. Hàng trăm du khách đã đổ về thành phố Pasto, miền Nam Colombia để hòa cùng dòng người tham dự lễ hội hóa trang đen và trắng. Đây là một trong những sự kiện văn hóa thường niên lớn nhất ở quốc gia Nam Mỹ này. Black and White Carnival hay lễ hội hóa trang của người da màu và người da trắng không chỉ có hai sắc màu chủ đạo là đen và trắng, mà ngập tràn sắc màu rực rỡ của những cỗ xe diễu hành, trong tiếng nhạc tưng bừng và những vũ điệu bùng cháy. Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, lễ hội đen và trắng là một trong những sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa của Colombia, thể hiện sự thống nhất và hòa hợp của người dân đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 28 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022. Để đảm bảo an toàn trong đại dịch, tất cả khách tham quan đều phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng, đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây xin được khép lại. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý có trong chương trình thời sự Lào Cai tối nay mùng 8 tháng 1. Năm 2021 vượt lên những khó khăn thách thức do dịch COVID-19, phong trào thể dục thể thao quần chúng của Lào Cai vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Trong chương trình thời sự tối nay mùng 8 tháng 1, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự dấu ấn thể thao 2021. Với tinh thần đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành tập trung đồng bộ các giải pháp thu chi ngân sách ngay từ những ngày đầu năm 2022. Cần phát huy hiệu quả mô hình quản lý điều trị F0 tại nhà. Người mở đường cho nghề cá nước lạnh ở Liên Minh sẽ có trong chương trình thời sự đêm mùng 8 tháng 1. We'll be right back.